Hello, xin chào anh em. Thịnh mới tiếp tục một ca Flip 5, Samsung Galaxy Z Flip 5. Và ca máy này anh bạn khách vẫn mong muốn mình giải quyết được cho ảnh với một cái mức giá mềm mại nhất có thể, bởi vì anh đã tham khảo cái giá hay màn hình chính hãng rồi và đương nhiên là khá là mặn mòi. Anh em, anh muốn tìm đến mình để tìm một giải pháp rẻ hơn. Anh em thấy màn hình nó bể, nó chảy mực hết. Đây là hiện tượng gọi là bể màn hình ha, và cái khoảng đen này gọi là chảy mực màn hình. Đó. Tình huống này thì anh em chỉ có thay màn hình thôi. Ngoài ra anh em không có một cách nào khác để giải quyết, không ép cáp, không làm được gì ở đây cả. Quan trọng là bây giờ chi phí nó như thế nào. Thì nhiều lần Thịnh đã nói với anh em một số những cái dòng máy, ví dụ như Phone 5, Flip 5. Đó, anh em mua chính hãng tại thị trường Việt Nam, anh em có thể liên hệ với mình. Đó, đặc biệt là những cái máy mới, đó, vẫn còn trong thời gian bảo hành chính hãng vân vân. Chưa tới một năm, nói chung là chúng ta lấy cái mốc để từ lúc mua chưa tới một năm, thì Thịnh có thể làm cho anh em những cái dịch vụ thay màn hình với cái mức giá tốt, giá thấp hơn nhiều so với thị trường, để cho anh em tiếp cận được với đúng một cái bộ màn hình zin mới tinh chính hãng nhưng mà chi phí nó tối ưu nhất có thể. Đó. Không phải máy nào cũng làm được anh em. Đó, chỉ một số máy thỏa những cái điều kiện nhất định thì mình sẽ xử lý được cho anh em. Và đây cũng là một cái máy được xử lý theo cái cách đó để tiết giảm chi phí cho anh khách này. Rồi, ok, anh em nào cần tư vấn sửa chữa, anh em liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để ở bên dưới ha. Thay màn hình Samsung Galaxy Z Flip 5 và tất cả những lỗi xung quanh dòng máy này mình đã và đang nghiên cứu và xử lý cho anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em video.